Chào các bạn đã đến với kênh YouTube của Bảo Vụn Đồ Xưa. Hôm nay mình lên một cặp đèn. Cặp đèn đỉnh nha các bạn. Hàng này thì không có cổ, không có xưa. Hàng trước giải phóng. Này khoảng 50 năm trở lên nha các bạn. Mời các bạn xem vui. Còn hoàn hảo nha các bạn. Này hàng tuyển của mình để dành ráp đỉnh bán nha các bạn. Nặng 4 kg, cây cặp này khoảng 18 kg nha các bạn. Hàng này dày nặng. Coi như các bạn cũng đã xem xong, mình hẹn các bạn video sau nha các bạn. Bạn thấy thích thì cứ đăng ký kênh, xin cái like cho mình, xin cái like để xem tiếp video sau. Xin chào các bạn, vô game.